Về dụng cụ thì ở đây mình có súng bắn keo, mình sử dụng bằng keo nén để dán nhé. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể sử dụng bằng các loại hồ dán, băng dính, có thể dính được giấy ra được nhé. Mình có một cái bút chì này, một cái kéo này, một cây thước kẻ này, và những cái cây bút màu nước như thế này. Những cây bút màu nước rất là nhiều màu. Và về nguyên liệu thì ở đây mình có chuẩn bị hai tờ giấy, mình có màu hồng và màu xanh lá cây. Bây giờ mình sẽ đi cắt cái tờ giấy màu hồng này nhé. Mình sẽ xoay ở đây một hình tròn. Bán kính của hình tròn này mình sẽ để là 8 cm nhỉ. Giờ mình sẽ cắt cái hình tròn này ra. Như vậy là mình đã cắt xong một hình tròn như thế này. Bây giờ mình sẽ dùng cái bút chì. Mình sẽ vẽ từ cái phần tâm điểm của hình tròn này ra những cánh hoa nhé. Đây mình vẽ là 8 cái cánh hoa nhé. Như vậy là mình vẽ xong rồi. Sau khi mà mình vẽ xong, mình sẽ dùng cái bút màu mình vẽ lại cái phần đường cánh hoa này nhé.
cho tôi làm cái này lại. Như vậy là mình đã tô xong. Sau khi mình đã tô xong thì mình sẽ cắt cái bông hoa này ra nhé. Mình sẽ cắt được cái đường màu đen mình vừa vẽ xong nha. Mình còn 3 cái cánh nữa nha. Tiếp này.